cơ quan chức năng chuyên môn liên tục xác minh thực hư thông tin nhà hàng Hưng Phát đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa chặt chém nhưng bất thành nên đề nghị công an vào cuộc. Ngày 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng của thành phố và tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ việc nhà hàng Hưng Phát đường Trần Phú bị nghi chặt chém du khách đang gây bức xúc dư luận. Trong đó, hóa đơn thanh toán của nhà hàng có tổng tiền 9,2 triệu đồng với những món giá siêu đắt như dĩa trứng xào cà chua có giá 500.000 đồng, đậu bắp luộc 300.000 đồng, đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng. Cơm trắng có giá đến 200.000 đồng, phần. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, khẳng định các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận xuất phát từ tờ hóa đơn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của tỉnh chưa nhận được phản ánh cụ thể của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến vụ việc. Ông Khánh cũng cho rằng hiện tại chưa thể khẳng định nhà hàng có chặt chém hay không mà chỉ là nghi vấn. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định lô đất 86/5 mà nhà hàng Hưng Phát đặt cơ sở thuộc sở hữu của công ty CP Tập đoàn Đức Bình do ông Vũ Khắc Hưng. Hóa đơn tính tiền tại nhà hàng Hưng Phát với món trứng xào cà chua giá 500.000 đồng, dĩa ông Trương Hải Đắc, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, thông tin tại cuộc họp rằng nhà hàng Hưng Phát chưa đăng ký giấy phép kinh doanh, Như vậy, họ chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì chưa ai kiểm tra, ông Đắc nói. Thông tin tại cuộc họp cũng cho hay các món trứng xào cà chua, đậu Hà Lan, đậu bắp luộc không có trong thực đơn, không niêm yết bảng giá. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã giao cho cơ quan công an thành phố Nha Trang làm rõ thông tin nhà hàng sang nhượng nhiều lần như thông tin mà một người chủ phát ngôn hay không. Theo ông Khánh, nếu có sang nhượng thì sẽ có giấy tờ, có chữ ký của cơ quan chức năng và từ đó truy được chủ nhân nhà hàng, tìm được chủ nhân mới truy được hóa đơn gốc của nhà hàng, ông Khánh nói. Trước đó ngày 8 tháng 2, một hóa đơn tính tiền được cho là của nhà hàng Hưng Phát phát tán lên mạng xã hội có trị giá 9,2 triệu đồng. Theo thông tin in trên hóa đơn này được xuất vào ngày 7 tháng 2, mùng 3 Tết, lúc 19:42. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là trên hóa đơn có một số món ăn giá cả siêu đắt đỏ. Cụ thể, một dĩa trứng xào cà chua có giá 500.000 đồng, đậu bắp luộc 300.000 đồng, đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng, cơm trắng có giá đến 200.000 đồng, phần cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, nhà hàng chỉ còn lại một nhân viên bảo vệ. Người này cũng không biết chủ quán là ai do nhà hàng vừa chuyển sang chủ mới vào ngày 2 tháng 2, 28 tháng Chạp. Ngoài ra, quán cũng được tháo biển hiệu xuống và không còn hoạt động. Hóa đơn tính tiền tại nhà hàng Tháp Bà Làng Chài với nhiều món giá siêu đắt, một vụ việc tương tự sau đó cũng được lan truyền trên mạng xã hội khi nhà hàng Tháp Bà Làng Chài, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang bị tố chặt chém. Hóa đơn tính tiền của nhà hàng lên đến 16 tháng 5 triệu đồng cho 14 món ăn và 10 chai bia, trong đó có những món có giá siêu đắt như khổ qua xào có 250.000 đồng, dĩa mồng tơi 250.000 đồng, dĩa su su 250.000 đồng, dĩa cháo 400.000 đồng. Phần cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với nhà hàng Tháp Bà Làng Chài, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, số tiền 750.000 đồng vì hành vi không niêm yết giá.